Hôm nay tôi với lại Eti lại tiếp tục phân tích một số bài về Bitcoin với lại Ethereum với một số các cái cặp. Trước khi vào phân tích thì chúng ta có thể ghé thăm cái Facebook ông già đầu tư và theo dõi các cái bài tôi với Eti phân tích hàng ngày. Thứ hai nữa là một comment, chúng ta sẽ để ý cái quỹ vận hành GFX. Chúng ta có thêm các cái gói của GFX và với các link HotFX và Xnet để chúng ta có thể đăng ký vào đây. Chúng ta có thể trade Forex hay là trade Bitcoin hay là trade các cái cặp tiền, các cặp tỷ giá hay là vàng ở trong các cái link này của team chúng tôi. Sau đó vận hành theo các mô hình quỹ để chúng ta có được các cái gói. Và hôm nay thì cái quỹ thì tung ra các cái gói về No Loss System và GFX bảo hiểm 70, bảo hiểm 50. Tuy nhiên cái gói số 5 là giao dịch thông qua robot, lợi nhuận giao dịch phát sinh trên các tài khoản và khách hàng tự quản lý và sẽ back lại cái tiền lợi nhuận cho team. Và đây là những cái giải pháp no loss system, một trong những giải pháp không thua lỗ để chúng ta có thể gặp nhau từ việc giao dịch coin hay là forex. Và bây giờ chúng ta trở lại các cái thông tin mà chúng ta có thể thấy được là các phân tích về Bitcoin BCH của ngày hôm nay, các cái vấn đề test của mốc giá cũng như là các cái gói của GFX thì hệ thống chúng tôi đang phân tích và đưa ra các cái dữ liệu để giúp cho cái việc vận hành quỹ GFX phát triển và cùng nhau làm để chúng ta có lợi nhuận kỳ khủng hoảng này. Chúng ta sẽ đăng ký ở GFX.Asia. Chúng ta cũng đừng quên subscribe kênh YouTube Thế giới đầu tư của David và đưa ra các giải pháp thực chiến thông qua GFX, quỹ GFX. Và hôm nay chúng ta lướt qua các cái tin của các vấn đề về Bitcoin, rất nhiều các cái tài liệu phân tích của các chuyên gia là họ đang nói về Bitcoin đang xuống mất mốc 7.000. Các vấn đề về tin tức của ngày 12 xuống dưới 6.000 thay vì đảo chiều, đang đánh giá rất là nhiều như thế. Và để chúng ta thực tiễn các cái mô hình này thì chúng ta bắt đầu đi vào phân tích tổng quan cùng với tôi và Eddie. Điều đầu tiên thì hôm nay sắc đỏ đã bao trùm rất nhiều các cái cặp. Thứ nhất đó là các cái tỷ lệ của trong ngắn hạn Litecoin, các cây nến vẫn nhỏ li ti, vẫn chưa đánh thủng được Bollinger Band và Ichimoku. Các cây nến nhỏ li ti xếp ở rải dưới Bollinger Band và các cái mốc giá chúng ta nhìn thấy các mốc cản của giá vẫn đang được test đi test lại ở các cái vùng rất là thấp này, nó chưa bứt phá, tức là nó chưa bung mạnh xuống để nó tụt ở các cái mốc Litecoin thì như hôm qua tôi với Eti đã phân tích. Thế thì các cái bài phân tích của Litecoin Ethereum vẫn là được đưa lên các mốc xuống thì tôi hôm nay tôi không nói chi tiết mà hôm nay tôi tập trung vào con NEO và con ETC. Hôm nay tôi tập trung chủ yếu con NEO này, con ETC này, con EOS và con BNB. Thì hôm qua chúng ta đã phân tích về XRP, Ethereum, Litecoin và Bitcoin rồi. Thì hôm nay tôi tập trung vào con NEO. Nếu ai theo dõi Bitcoin hay là Ethereum hay XRP thì chúng ta có thể vào cái bài ở trong Facebook đúng không anh ấy đi? Dạ, Còn đúng đang rồi. có rồi, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích cái con neo. Anh đánh giá thế nào con neo hiện tại này? Cái giá mốc của neo lúc này là 7.26 thì vẫn như nó đi dường như là nó đang theo con Litecoin và Bitcoin đúng không anh? Dạ vâng, thị trường coin hiện nay thì đang chờ đợi cái biến động giá của Bitcoin là chính. Thì tôi thấy là đa phần các cặp đồ thị đi giống nhau. Thì con neo và con Litecoin thì đang tích lũy ở cái vùng giá thấp và đang muốn chờ đợi một cái cú bứt phá để phá cản. Và trong ngắn hạn vậy thì các cây nến nó rút chân ở đây thì nó đánh giá theo price action cũng như là một số cái biểu đồ nến đang nằm ở rải dưới của Bollinger Band, mặc dù Ichi đổi màu sau đó các cây nến vẫn không bứt phá về đường giữa của Ichimoku, các cái volume cũng như là RSI ở tất cả vùng bán. Vậy thì nếu trong trường hợp giá Bitcoin xuống dưới 6.000 như chúng ta phân tích hoặc là tầm trên vùng 6.000 ấy thì liệu neo nó có thể đi theo cái mô hình của Bitcoin hay không? Tôi nghĩ là Neo sẽ đi theo mô hình của Bitcoin bởi vì khi mà
như coin tụt mạnh, vùng vốn hóa bị chứng coin cho suy giảm, thì các coin khác cũng bị bán tháo theo. Và chúng ta nhìn cái bảng tổng sắp hiện tại còn 195, nó còn đỡ tệ hại hơn hôm trước là 173 tỷ, thì đây là đang mức cản ở cái vùng 200 tỷ, đúng không? Đây là tầm 195, nó quay trở lại neo ở trong ngắn hạn. Vậy thì trong trung hạn là tầm 4 giờ chúng ta sẽ nhìn thấy các mức cản cách nó rõ hơn. Vậy thì khi mà chúng ta nhìn thấy neo ở các cái biểu đồ trung hạn thế này, thì anh có đánh giá gì đối với cái mức cản ở các cái vùng nến ở vùng thấp này, thì anh đánh giá thế nào khi mà cái mức giá hiện tại? Ở mức giá hiện tại thì chúng ta đều thấy giá neo đang đi ngang và nó đã phá vỡ cái trên này, cái trên này tăng rồi. Thì anh có thể vẽ cái trên này tăng. Vâng. Chúng ta thấy ở đây là Bollinger Band đang mở ở phía dưới. Vâng. Và khả năng là neo đang cũng chờ đợi một cái cú để tụt xuống, thì đang tích lũy để chờ đợi một cú xuống. Chúng ta theo dõi nếu trong trường hợp một cái trendline mà chúng ta nhìn thấy các mức cản nó rất là vững ở trong các khu vùng này, chúng ta có thể theo dõi đây, anh có thể vẽ thì chúng ta thấy cái trendline ở dưới đi lên này. Đấy. Thì đây là cái trend tăng của neo. Mà. Và khi mà giá nó đã phá vỡ trend và nó test lại như này. Mà. Thì có nghĩa là gì, bây giờ xu hướng ưu tiên là sẽ giảm. Bởi vì nó đã test lại để xác nhận là xu hướng tiếp tục đi xuống. Vậy thì về cái vùng mà giá ở trong các cái mốc 7.21 thì nó sẽ test về các vùng như là 6.87, 6.46 và 6.17, đúng không ạ? Vâng, đúng rồi. Đấy là những cái mốc mà chúng ta cần lưu ý. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ theo dõi. Vậy thì có cái mức đột phá nào khi mà nó tăng giá mình bắt đáy hay không? Nếu trong trường hợp mình chữ và mình bắt đáy thì ý của chúng ta sẽ như thế nào? Bắt đáy thì chúng ta cần phải đợi giá nó xuống. Nhưng bây giờ là giá đang ở cái vùng mà chờ đợi cú sập. Vâng. Nên chúng ta sẽ không có cái kế hoạch bắt đáy lúc này. Vâng. Khi mà giá nó sập xuống cái vùng như là vùng 5 này này. Vâng. Đấy. Hoặc là anh có thể đưa ra một số mốc gần hơn, thì đấy là những cái mốc mà các vùng như là 6.92 này. Vâng. Các vùng 7.10, 6.92, đặc biệt là vùng 6.43 và vùng 6.16. Vâng. Các mức cản đấy. Thế thì hiện tại ấy, crypto nó không giống như ngày xưa nữa rồi, nó không phải là người ta hold rất là nhiều như ngày xưa nữa, mà nó liên quan đến cái việc mà giao dịch bán khống nữa. Người ta đánh giá khi nó xuống người ta có thể short sell. Vâng. Thì chúng ta có thể mở tài khoản hotfx.vn cùng với team của David để chúng ta có thể short sell. Sau đó chúng ta tham gia vào cái nhóm trong cái Facebook, chúng ta đăng ký các nhóm của chúng tôi, sau đó là gì ạ? Chúng ta có thể theo dõi các cái tin tức để chúng ta phân tích việc bán short sell. Vậy neo cũng có thể đặt ra các mốc bán và chúng ta sẽ chờ đợi ở các vùng thấp hơn. Ok. ETC lúc này, chúng ta sẽ xem ETC lúc này ở cái khung trung hạn và chúng ta trước mắt chúng ta vào khung ngắn hạn, nó cũng giống như là các mốc cản ở các vùng 5.1, các vùng gì ạ? 5.1 và các vùng 5.18. Đặc biệt các vùng sâu là 4.9, thì anh đánh giá thế nào đối với neo đối với ETC lúc này, một trong con mà chúng ta rất là thích mua? Vâng, chúng ta thấy là ETC là Bollinger Band đang bó hẹp. Vâng. Và cái giá xu hướng đi ngang và cũng đang rất là nhỏ, là khó rất là nhỏ. Vâng. Thì chờ đợi một cú cú mà phá thì nó giống như biểu đồ của neo và ETC ở chỗ này đang đợi. Thì ở đây chúng ta thấy là giá đang đi ở giải trên Bollinger Band. Vâng. Thì cũng chưa rõ là một cái dấu hiệu để tăng mạnh. Ok. Chúng ta chưa biết được có tăng mạnh hay không, đúng không ạ? Tuy nhiên là theo cái trend mà chúng ta nhìn thấy ở các cái mốc nó trung hạn dài hơn, đúng không ạ? Nó vẫn chịu một cái áp lực của các cái vùng giá là các cái vùng giá này. Ở dưới thấp thì có một chút lực mua lên. Vâng. Đấy, thì nhưng mà nó vẫn chưa phá được cái ở cái vùng mà vùng 5 chấm đây. Vâng. Đấy, vùng 5.2 đấy. Vâng. Thì đấy là những vùng mà giá nó cứ lên xong bị đạp xuống. Vâng. Nên là chúng ta phải xem thêm thời gian
đánh giá. Chúng ta chờ xác nhận đúng không? ETC với lại ETH cũng có short sell margin đấy. Thế vậy thì chúng ta gần như là các cái mô hình của coin, ví dụ như là Bitcoin đang đánh xuống, thì người ta phân tích tổng hợp của BTC, sau đó người ta đang dự đoán BTC nó sẽ xuống cái vùng dưới 6.000, đúng không? Ví dụ các mốc là 6.202, mức 5.871 là các mốc mà đưa ra, nó còn test vùng 5.756, 5.716 nữa, thì đây là các mốc test. Nếu trong trường hợp Bitcoin mà bị xả vốn hóa thị trường đẩy ra, lập tức là gì ạ? Tôi nghĩ rằng ETH và ETC nó cũng có thể sụt theo, kể cả NEO nó cũng sụt. Do vậy chúng ta quay trở lại ETC, thì các cái mốc này cũng đang chờ cái tín hiệu của Bitcoin. Vậy thì chúng ta nhìn thấy là nếu trong trường hợp mua chữ, chúng ta phải mua ở cái vùng giá thấp, đúng không? Để nó test đi test lại các vùng giá thấp để nó chạm các vùng cản rồi nó bật lên ngay thông qua các cái nến rút chân. Vậy thì chúng ta có kịch bản cho NEO xuống, ETC xuống, đúng không? Và EOS xuống. Tôi muốn anh chi tiết cho tôi cái con BNB để xem mọi người sẽ đánh giá như nào đối với BNB, một con rất là hot đối với trung hạn thế này, BNB. BNB thì chúng ta thấy là giá đang đi vào mây của Ichimoku và nó đang bị chứng lại giữa vùng giữa của mây, và chúng ta thấy là cái Bollinger Band này thì cũng đang hướng xuống, đường đang hướng xuống. Giá thì cái volume nó rất là thấp, chúng ta thấy là nó đi chấm không liền mạch nhau, volume dài dài, tức là cái lực mua bán rất yếu. Ở đây thì hôm nay cũng dễ hiểu bởi vì đang đặt kỳ nghỉ lễ Phục Sinh. Lượng tiền không bơm vào thị trường. Và cái lượng tiền vốn hóa của thị trường coin cũng đang suy giảm. Okay. Đấy, chúng ta cũng thấy hiện ở đây thì chưa có dấu hiệu của cái việc mua bán lớn, thì phải đợi đến phiên thứ hai. Okay. Vậy thì chúng ta sẽ chờ vào cái ngày mai, hy vọng là thị trường sẽ khởi sắc hơn. Tuy nhiên vẫn đánh xuống cho các cái mô hình mà Bitcoin sập xuống, đúng không ạ? Tôi vẫn kỳ vọng ở các vùng 12.02 cho những người bắt đáy, bởi vì cái vùng cản này rất là cứng, có thể là chặn vùng cản này rồi bật lên luôn. Tiếp theo chúng ta có thể xem con Dashcoin. Dashcoin ở các cái mốc hiện tại giá cũng trên cả Ichi. Tuy nhiên là gì ạ? Cái việc mà nó đánh giá ở các vùng cản với các cái mốc nến nhỏ li ti như thế này, trong trung hạn là xem dài hạn, xem cái Dashcoin nó sẽ đánh giá như thế nào. Anh xem mô hình này vẫn là một cái mô hình có thể đẩy lên chạm đường Bollinger Band giữa rồi bật lên, thì anh xem đánh giá Dashcoin trong dài hạn như nào. Theo tôi nghĩ đây là cái biểu đồ daily của Dashcoin nhé, thì tôi nghĩ là như này, thì theo mô hình nến thì ở cái phiên phía trước ấy, thì giá được đẩy lên và bị đập xuống ngay. Chúng ta thấy đây là một cái mô hình mà mây đen bao phủ và giá tiếp tục bị đẩy xuống trong cái mô hình này. Đấy, thì chúng ta có thể xem xét về cái trend, thì cái trend line daily của nó ngắn hạn nó cũng đã có dấu hiệu phá vỡ rồi. Thì đấy cũng là một cái thời điểm mà chúng ta short cái Dashcoin này. Vậy thì cộng hưởng với lại Bitcoin, Ether đang được đánh giá xuống trong cái thời gian vừa qua, vậy thì chúng ta cũng có Dashcoin cũng có thể đánh xuống trong cái thời điểm này. Trên tinh thần như vậy thì một số các cái mô hình giúp cho chúng ta tìm hiểu được các cái mô hình short sell. Chúng ta quay trở lại video cũng như là Facebook, chúng ta có thể đăng ký ở Hot FX, Xnet để chúng ta tìm hiểu GFX, GFX.capital, GFX.vn, GFX.edu để chúng ta có thể tham gia vào quỹ và giao dịch với tỷ lệ an toàn của COVID. Tôi nghĩ rằng cái việc chơi ấy là cái việc rất là nguy hiểm. Tuy nhiên chúng ta sẽ gắn với các cái công nghệ cũng như là đưa ra các giải pháp quỹ để no loss system, một trong những giải pháp không thua lỗ thì sẽ tốt hơn. Để tìm hiểu chúng ta có thể tham gia Zalo 0987732228 để chúng ta kết hợp chúng tôi. Hôm nay thì tôi đưa ra một số các cái mô hình để chúng ta có thể tham khảo với các cặp ngoại lai như ETC, EOS, BNB và Dashcoin. Hy vọng các cái bản tin tiếp theo tôi sẽ cung cấp một số các cái chiến lược chung để có thể giao dịch. Ngày mai là thứ hai, chúng ta sẽ vào các cái thị trường như là thị trường vàng với cái mô hình test của các cái mốc giá. Tôi hy vọng rằng có một cái cú swing gap bật lên rất là mạnh mẽ, sau đó sập xuống ở vùng 1703. Thế thì trong FX nó còn có thể giao dịch về thị trường crypto, thị trường CFD và các thị trường của tiền tệ, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể có được các cái mức sóng cũng như là đưa ra các giải pháp giao dịch đánh lên đánh xuống sẽ nhịp nhàng hơn, và chúng ta sẽ có những cái lợi thế. Đừng ngần ngại, chúng ta có thể theo dõi Facebook Ông Già Đầu Tư cũng như là các cái kênh video, và hẹn gặp lại ở các bản tin tiếp theo. Xin cảm ơn mọi người.
Vâng, xin chào mọi người.